Xin chào quý vị và các bạn. Vòng 34 Premier League vừa kết thúc cuối tuần qua với rất nhiều những trận cầu hấp dẫn cùng nhiều bàn thắng đã được ghi. Trong đó thì kịch tính nhất chính là cuộc chiến ở nửa dưới bảng xếp hạng khi các đội bóng đang cố gắng tìm kiếm sự sống của mình. Ngoài ra thì với việc lịch thi đấu trùng với vòng bán kết FA Cup nơi có 3 đại diện của Premier League góp mặt thì vòng này chỉ có vỏn vẹn 7 trận đấu được diễn ra. Nhưng không vì thế mà người hâm mộ phải thất vọng nếu chứng kiến màn trình diễn của các đội bóng vào cuối tuần qua. Và trước khi chúng ta đến với hành trình tiếp theo của Ngoại hạng Anh, hãy cùng Cộng Sport nhìn lại những điểm nhấn quan trọng có thể đã bị bỏ lỡ trước đó ở vòng đấu thứ 34 vừa diễn ra. Thứ nhất, Brentford và Everton tách nhóm nguy hiểm. Ngoài cuộc đua tranh cho danh hiệu vô địch hay tấm vé tham dự cúp châu Âu, thì đặc sản không thể thiếu của Ngoại hạng Anh đó chính là cuộc chiến tru hạng. Vòng đấu thứ 34 chứng kiến rất nhiều trận chiến của các đội xếp từ vị trí thứ 15 đến 20. Và sau những gì đã diễn ra, thì chúng ta có thể thấy được bàn tách tốt của Brentford cùng với Everton so với phần còn lại. Bầy Hồng đã có chiến thắng thuyết phục ngay trên sân của Luton Town. Dù không có được phong độ quá tốt thời gian qua, nhưng thầy trò Thomas Frank vẫn đã biết cách thị uy sức mạnh của mình với 5 bàn thắng, qua đó tạo ra được khoảng cách lên tới 10 điểm với nhóm cầm đèn đỏ. Và chỉ cần duy trì tốt màn trình diễn trong 4 trận còn lại, thì đại diện thành London sẽ ở lại Premier League vào mùa giải tới. Trong khi đó thì trận chung kết ngược giữa Everton và Nottingham Forest đã kết thúc với vận thắng 2-0 nghiêng về đội chủ sân Goodison Park. Đây là hai câu lạc bộ phải nhận án phạt trừ điểm của mùa giải này, nhưng đại diện của vùng Merseyside đã chơi rất cố gắng để giờ đây. Họ đang tạm hơn Luton Town 5 điểm, bắt đầu ít hơn một trận, qua đó thì đoàn quân của Sondheim đang tràn trề hy vọng tru hạng thành công và đẩy cuộc chiến cho ba đội còn lại là Nottingham, Luton Town và Burnley. Thứ hai, Aston Villa duy trì phong độ ấn tượng. Sau chiến thắng trước Arsenal ở vòng đấu trước, thầy trò Unai Emery đã lấy lại vị trí thứ tư từ tay của Tottenham và chiếm lợi thế cho cuộc đua giành tấm vé tham dự UEFA Champions League. Đội bóng vùng Birmingham cũng đã hoàn thành nhiệm vụ ở đấu trường C3 khi đánh bại Leeds trên chấm phạt đền để lọt vào vòng bán kết. Hưng phấn sau những kết quả đáng khích lệ thời gian qua, Aston Villa đã có một trận đấu khá hay trước Bournemouth ở vòng đấu này. Dù đã để cho Solanke mở tỷ số từ chấm 11m, nhưng đội chủ nhà đã có màn lội ngược dòng ấn tượng với 3 bàn thắng, trong đó nhân tố nổi bật nhất chính là tiền đạo Ollie Watkins. Anh vẫn tiếp tục bám đuổi Erling Haaland cùng với Cole Palmer trong cuộc đua giành danh hiệu chiếc giày vàng mùa này. 3 điểm cũng giúp cho Aston Villa xây chắc vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với khoảng cách là 6 điểm so với Tottenham. Dù thi đấu nhiều hơn 2 trận nhưng sức ép dành cho gà trống là vô cùng lớn nếu họ muốn san bằng khoảng cách này. Với màn trình diễn thuyết phục từ đầu mùa giải, thầy trò Unai Emery xứng đáng với tấm vé tham dự Champions League vào mùa tới. Thậm chí là họ còn có thể vô địch đấu trường châu Âu nếu làm tốt ở 2 trận đấu còn lại. Một bộ mặt vô cùng tuyệt vời của đội chủ sân Villa Park. Thứ ba, Arsenal và Liverpool đã trở lại đúng lúc. Ở vòng đấu thứ 33, cả Arsenal lẫn Liverpool đều đã tự bắn vào chân mình ngay trên sân nhà với thất bại, còn đón dâng ngôi đầu vào tay của Man City. Ngoài ra thì cả hai tiếp tục nếm trải nỗi đau khi bị loại khỏi cúp châu Âu hồi giữa tuần. Tưởng chừng như đây sẽ là dấu chấm hết cho cả pháo thủ lẫn sơ cốp ở mùa giải này, thì họ đã có những sự trở lại đúng lúc để tiếp tục tạo thành cuộc đua tam mã vô cùng hấp dẫn ở mùa giải này. Với Arsenal thì dù phải làm khách tại Molyneux, nhưng với việc đội chủ nhà đang có phong độ vô cùng tệ hại, đoàn quân của Mikel Arteta vẫn có được điều mình cần, đó là 3 điểm. Hai bàn thắng ở những phút cuối của mỗi hiệp nhờ công của Leandro Trossard và Martin Odegaard đã giúp cho đại diện Bắc London vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, qua đó tạo sức ép rất lớn lên Man City khi đội bóng này thi đấu ít hơn một trận. Còn với Liverpool thì họ đã trở lại rất đúng lúc, dù phải làm khách tại Craven Cottage. Đôi chút khó khăn đã đến nhưng bản lĩnh của thầy trò Jurgen Klopp đã lên tiếng đúng lúc. Thắng lợi đã giúp cho Sir Cope bám sát Arsenal trên bảng xếp hạng và cho thấy họ chưa đầu hàng trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Người hâm mộ vẫn sẽ tiếp tục được chứng kiến một cuộc đua tam mã cực kỳ hấp dẫn trong phần còn lại của mùa giải này. Thứ tư, trọng tài lại trở thành chủ đề nóng. Công tác trọng tài mùa giải này tại Ngoại hạng Anh luôn bị đặt một số hỏi rất lớn khi nhiều trọng tài có quyết định sai lầm đã được đưa ra, để rồi sau đó thì tất cả những gì mà các đội bóng nhận được chỉ là lời xin lỗi từ những vị cầm cân nảy mực. Một lần nữa thì yếu tố này lại xuất hiện trong trận chung kết ngược giữa Everton và Nottingham Forest khi các vị khách đã phàn nàn về ông Anthony Taylor. Mấu chốt chính là việc đã có ít nhất 2 tình huống phạt đền bị bỏ qua của Nottingham. Đầu tiên là pha để bóng chạm tay của Ashley Young, sau đó thì tiếp tục là cựu sao Manchester United đốn hạ một cầu thủ của Nottingham, nhưng trọng tài vẫn không cất còi. Rất nhiều chỉ trích đã hướng về vị vua đen sâu kinh nghiệm của bóng đá nước Anh, và đây không phải là lần đầu tiên mà Anthony Taylor gây nên một cuộc tranh cãi dữ dội ở những trận đấu mà ông cầm còi. Nottingham Forest đã thất bại và tiếp tục bị đẩy vào tình thế nguy hiểm trong cuộc chiến tru hạng, nhưng họ có lý do để phàn nàn về quyết định của trọng tài. Không biết liệu là PGMOL sẽ đưa ra ý kiến nào trong thời gian tới, nhưng với quá nhiều những sai lầm ở mùa giải này, thì chúng ta sẽ không lạ gì về việc ban điều hành trọng tài ở Premier League lại đưa ra lời xin lỗi, và câu chuyện này chắc chắn sẽ còn được bàn tán rất nhiều trong thời gian tới. Thứ năm, nóng bỏng cuộc đua chiếc giày vàng. Nhiều năm qua, cuộc chiến cho danh hiệu vua phá lưới tại Ngoại hạng Anh thường chỉ là màn đối tranh giữa 2 đến 3 cá nhân xuất sắc. Trước thì chúng ta có Harry Kane, Mohamed Salah, trong hơn một năm qua thì có thêm Erling Haaland. Nhưng bù lại thì ngôi sao của tuyển Anh đã ra đi tìm kiếm bến đỗ mới,
Tuy vậy thì mùa giải này lại đang chứng kiến một kịch bản hết sức điên rồ trong cuộc đua giành chiếc giày vàng, khi có đến 6 cái tên đang là ứng cử viên vô cùng sáng giá. Erling Haaland của Michael Palmer đang dẫn đầu với 20 bàn thắng, tiếp sau đó là Ollie Watkins với 19 bàn, Dominic Solanke của Bournemouth đứng thứ 3 với 18 bàn, và hai cầu thủ đang có cùng 17 bàn đó là Alexander Isak của Newcastle và Mohamed Salah của Liverpool. Điều này hứa hẹn những vòng đấu cuối cực kỳ bùng nổ khi các tiền đạo sẽ quyết tâm để giành lấy danh hiệu cá nhân cao quý này. Một mùa giải không chỉ khốc liệt ở cuộc đua tranh giữa các đội bóng mà còn trên phương diện cá nhân. Đó mới chính là sự hấp dẫn của Premier League. Và hãy cùng xem liệu Haaland có bảo vệ được danh hiệu của mình hay một cái tên nào khác sẽ thay thế chân sút người Na Uy để trở thành cây sân bàn số 1 của giải đấu.